Thưa quý vị, sáng nay một sự kiện quan trọng của đất nước đã diễn ra, đó là khánh thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Lễ khánh thành được tổ chức tại điểm cầu chính phố nối có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và kết nối với 8 điểm cầu tại các tỉnh dự án đi qua. Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Sau hơn 6 tháng thi công, hàng chục nghìn người trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đã miệt mài hăng say lao động với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, đưa dự án về đích đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thành quả và nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị khi lần đầu tiên Việt Nam xây dựng đường dây 500 kV với một thời gian thần tốc như vậy. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, giúp tăng gấp đôi công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết đảm bảo cung ứng điện đủ cho miền Bắc, phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và các năm tiếp theo, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, uy tín của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Dự án đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài gần 100 km với 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện thị xã. Nhận thức việc triển khai thực hiện công trình là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nên Nghệ An đã tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian vừa qua, như thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện kịp thời có hiệu quả các nội dung công việc liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đo đạc, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hỗ trợ kế hoạch cắt điện thi công kéo dây. Trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham gia 14 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình triển khai dự án ngoài thực địa, tổ chức tham gia 19 buổi làm việc để nắm bắt các khó khăn vướng mắc, kịp thời tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ dự án. Tặng quà động viên cán bộ công nhân thi công dự án. Với sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột cho đơn vị thi công sau ngày khởi công chỉ 52 ngày, bàn giao toàn bộ khoảng néo sau 5 tháng khởi công. Trong suốt quá trình thi công dự án, công tác 4 tại chỗ được Nghệ An thực hiện với việc huy động trên 70% máy thi công các loại, 90% lao động phổ thông, 100% khối lượng vật liệu xây dựng tại địa phương tham gia dự án. Huy động gần 5.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, đoàn viên thanh niên đóng góp hàng chục ngàn ngày công thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời vật kiến trúc, vận chuyển vật liệu, kéo dây, góp phần vào thành công của dự án. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chia sẻ, qua thành công của dự án, Nghệ An có được bài học quý báu trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác trên địa bàn. Đó là xác định rõ trách nhiệm và có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chỉ bàn làm không bàn lùi trong việc thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện nhiệm vụ khẩn trương quyết liệt linh hoạt, khó ở đâu tháo gỡ ở đó, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với thường xuyên kiểm tra giám sát, đánh giá, phát huy sức mạnh toàn dân trong việc thực hiện dự án. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện để hoàn thành các công việc còn lại của dự án, ổn định đời sống người dân và sản xuất, bảo vệ an toàn công trình, phát triển nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch để phát huy hiệu quả dự án trên địa bàn tỉnh. Chúc buổi lễ thành công.